Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, các đề án, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh là đơn vị có những bước chuyển mạnh mẽ, đột phá trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số, ngày càng đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội triển khai thí điểm thực hiện khám chữa bệnh bằng ứng dụng VSSID trên điện thoại và căn cước công dân gắn chip. Mỗi lần đến bệnh viện, người dân chỉ mất vài phút là có thể hoàn thành việc đăng ký khám bệnh. Riêng việc áp dụng khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, mặc dù mới triển khai từ tháng 9, nhưng đến nay bệnh viện đã có trên 14.000 lượt bệnh nhân thực hiện và là cơ sở y tế có số người dân sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh nhiều nhất tỉnh, tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong quá trình khám chữa bệnh thì chúng tôi cũng có hướng dẫn bệnh nhân là ngoài bảo hiểm giấy hay VSSID, bệnh nhân có thể mang căn cước công dân đến khám chữa bệnh ở bất cứ nơi đâu. Bây giờ bệnh nhân mang căn cước công dân cũng nhiều hơn. Trước thì mang thẻ giấy thì một số thẻ giấy có thể là rách nát, mã số bảo hiểm sẽ không tiếp nhận được, khó tiếp nhận. Còn bây giờ thì tra bằng mã căn cước công dân nó thuận tiện hơn và chính xác hơn. Thì trong quá trình đăng ký khám chữa bệnh thì rất là nhanh và hiệu quả, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mình không cần phải mang đi nhiều giấy tờ, sợ rơi rớt, sợ mình không đủ thì cũng rất là tốt cho người dân. Việc mà phối hợp với bảo hiểm xã hội để thực hiện cái quyền lợi mà khám bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ấy rất là tốt, không có vướng mắc gì cả. Đưa công nghệ vào khám chữa bệnh cũng là chủ trương của bệnh viện, tiến tới là xây dựng bệnh viện không giấy tờ. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong tất cả quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của ngành, đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin với các đơn vị liên quan để mang lại nhiều tiện ích cho người dân doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Hiện gần 90% hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị thực hiện bằng hình thức online, giao dịch điện tử. Nếu như trước đây, để làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán các chế độ ốm đau thai sản, người phụ trách công tác ở các đơn vị doanh nghiệp phải mất từ 1 đến 2 ngày để làm thủ tục cho một người, thì nay chỉ cần một cú nhấp chuột và khoảng từ 5 đến 7 phút là đã hoàn thành hồ sơ của người lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội. Công ty đang thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho gần 2.000 công nhân viên chính thức tại công ty với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong cái việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ như là chi trả những cái chính sách quyền lợi cho người lao động đã được bên phía doanh nghiệp phối hợp với cả bên phía bảo hiểm xã hội được thực hiện qua các phần mềm điện tử rất là thuận tiện, giúp cho doanh nghiệp không còn phải mất thời gian và nhân lực để đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm các thủ tục như ngày trước nữa. Tôi cũng đã cài ứng dụng VSSID đấy thì tôi cũng có thể kiểm tra về cái mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và quá trình tham gia bảo hiểm của mình. Đi khám chữa bệnh thì cũng có thông tin ở trên cái ứng dụng đấy hết ạ. Mình có thể theo dõi qua cái ứng dụng đấy. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 5.000 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, chiếm gần 90% so với tổng số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Trên 361.000 người sử dụng tài khoản giao dịch điện tử VSSID, 54 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đang đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở ngành. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở ngành, công an tích hợp được giữa căn cước công dân và mã số định danh cá nhân vào hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần là qua cái đó để chúng ta thực hiện được những cái thủ tục mà trên cái nền tảng số, không cần phải trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Đến thời điểm hiện tại, việc tích hợp của cả tỉnh đã được trên 64% trong tháng 12, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao phấn đấu là được từ 90 đến 95%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số đã và đang góp phần để ngành bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết chế độ chính sách, nâng cao tinh thần thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ viên chức trong toàn ngành, nhằm tạo sự tin tưởng đối với người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trở thành trụ cột trong chính sách an sinh xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.